Vâng, cơ sở chuyên xỉ lẻ tất cả các dụng cụ gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay một cái lô bình tông công nghệ Liên bang Nga, cũng là một cái mẫu bình mà các bác quan tâm rất nhiều. Hôm nay thì em về số lượng cái mẫu bình 1 lít này, 1 lít rưỡi này và mẫu bình to. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay em sẽ có mẫu bình tròn, một cái dòng bình mà sẽ đi theo phụ kiện rất chi là đẹp. Đối với các bác sưu tầm thì các bác khi xem được cái mẫu bình này chắc chắn các bác rất chi là thích. Bình thì sẽ được bọc bằng một lượt da mềm, có nghĩa là sẽ có một cái túi da để bảo vệ tặng theo các bác này. Phụ kiện đi cùng của nó gồm những gì? Đây là cái bình tròn nhá. Em sẽ cho các bác thì mình xem thực tế đây này. Đây là cái bình tròn, rất chi là đẹp. Đấy, và cái lắp của nó tiện, chắc lắm nha các bác nhá. Chất liệu này là inox 304. Và mặt đằng sau của chiếc bình, em cho các bác thì mình xem cái mặt đằng sau. Đấy. Và lý do tại sao người ta lại làm cái mặt đằng sau phẳng như này thì là đó là để các bác khi đeo vào người cho nó ôm sát với người mình nhá. À, em sẽ quay một vòng này. Đây là mặt đằng trước này. Chiều cao của nó sẽ là 20cm nhá, tổng lên đến tận nút như này. Và chiều ngang của nó thì sẽ là 15. À, em sẽ mở nút ra. Đây là nút của nó nhá. Nút dày tiện rất đẹp. Tất cả cái chất liệu hôm nay em đưa tới các bác thì đều là dòng inox 304, một cái chất liệu tốt nhất để các bác thì mình có thể đựng nước hoặc là đựng rượu. Một bộ sưu tầm của bình tròn đầy đủ thì sẽ có thêm ly này, thêm một bộ dao và một cái bật lửa rất chi là đẹp. Đây em đã bỏ ra như này để cho các bác thì mình được xem nhé. Đây, đi cùng nó sẽ có ba cái ly như này. Ba cái ly thì sẽ nằm ở vị trí đây các bác này. Ba cái ly. Nếu như các bác mà đi rừng thì đã có ly để uống nước nhá. Đấy, và thêm một cái bật lửa sẽ có nhãn hiệu là AK47 nhá. Cái bật lửa là một cái bộ sưu tầm rất đẹp này. Thì cái bật lửa này nó sẽ được nằm ở cái vị trí giữa này. Và cái túi cuối cùng là nó sẽ đi theo tô vít này, dao này. Tất cả các phụ kiện đầy đủ để khi các bác đi picnic hoặc đi rừng rất chi là cần. Và đây là một cái bộ sưu tầm lý tưởng mà trong thời gian vừa qua các bác hỏi em rất chi là nhiều. Đấy, chắc chắn các bác cũng đang muốn biết giá là bao nhiêu phải không ạ? Em sẽ báo giá luôn. Thì với một cái bộ phụ kiện đầy đủ hôm nay thì em sẽ gửi từ các bác giá sẽ là 400.000 trên một bộ nhá. Đấy, và bác nào mà đang quan tâm và đang muốn mở cửa hàng bán về những cái dụng cụ sưu tầm, đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem rất nhiều những cái bộ dụng cụ đẹp và hay chất của đơn vị em. Tiếp tới là tới cái mẫu bình tông 1 lít, là một cái bộ bình mà được các bác sưu tầm rất nhiều. Đây là cái bình mà các bác có thể đi đeo ngang người nhá. Tất cả thì hôm nay em đều đưa tới các bác hàng công nghệ Liên bang Nga. Đấy, các bác khi mở bình ra này, em sẽ mở cái bình ra. Một cái bình thì cái túi này nó sẽ ôm rất chi là chặt nhá. Đây, em đã mở được một cái ra rồi. Đây các bác này, hàng xịn em sẽ chia sẻ cho các bác. Chọn được cái mẫu bình xịn thì cũng rất nhiều video em đã đăng tải về cái mẫu bình xịn này rồi. Đây nhá, em đã bỏ ra được rồi. Đây là cái bình xịn để các bác sờ trên bề mặt này. Nó sẽ tất cả đều là vân nổi hết các bác nhá. Đấy, tất cả sẽ đều là vân nổi. Và các bác nhìn cái lắp của nó này, sẽ có một cái lẫy như này. Để khi các bác mà xoáy ra thì sẽ hoàn toàn không bao giờ sợ rơi mất lắp khi các bác sử dụng cái bình 1 lít này. Đây nhá, rất chi là gọn nhẹ và đẹp. Đấy, và giá thì cực kỳ là tốt ở đơn vị em. Bởi vì là một đơn vị gốc chuyên cung cấp xỉ rồi, cho nên giá các bác mua sẽ được rất chi là rẻ. Và một cái điều đặc biệt nữa là các bác quan tâm hãy nhìn ở phần đáy bình nhá. Bình loại 1 bao giờ cũng có chữ dập chìm. Đấy, biểu tượng mà là cũng như là cái thương hiệu sẽ dập chìm ở dưới cái phần đáy hộp này. Đây là phần lắp này, cực kỳ là đẹp. Và với cái bình 1 lít này thì em đang gửi tới các bác giá sẽ là 180.000 một cái, miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhá. 180.000 cái bình 1 lít. Đấy. Và bình 1 lít này thì em sẽ có cả bình 1 lít rưỡi này. Bình 1 lít rưỡi đây nhá các bác nhá. Đây là bình 1 lít rưỡi này. Nó sẽ to đẹp hơn. Đấy. Sẽ to hơn. Chứ đẹp thì sẽ tùy thuộc theo con mắt của các bác. Có bác thì thích bình to, có bác thì thích bình nhỏ. Cái bình 1 lít rưỡi này đơn vị em đang gửi tới các bác là 230 trên một cái, 1 lít rưỡi. Tất cả chất liệu của nó thì sẽ như cái bình số 1 đấy nhá. Tới bình 2 lít đây. Bình 2 lít thì sẽ to hơn một chút, giá sẽ là 250.000 một bình. Em sẽ miễn phí ship này. 250.000. Tới bình 3 lít. Bình 3 lít thì giá sẽ là 300.000. Và bình 3 lít rưỡi
sẽ là 400.000. Và từ cái bình 3,5 lít nhá, thì trước túi của nó thì sẽ có một cái túi đeo để các bác mà đi dã ngoại, đi rừng hoặc đi chơi, các bác có thể đựng đồ vào đây, đóng nút vào. Bên này sẽ có một cái túi nữa đây. Đấy, bên này sẽ có một cái túi nhá. Và sẽ có dây xách này, rất chi là đẹp. Mỗi một cái túi sẽ tặng cho các bác một cái bao da như thế này. Đấy, và tới cái mẫu cuối cùng là mẫu 5 lít thì giá sẽ là 400.000 trên một bình. Sẽ cũng có túi như này nhá. Và cái bộ sản phẩm hôm nay thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, bác nào mà đang quan tâm và đang muốn sưu tầm một cái bộ dụng cụ cực kỳ là đẹp, một cái bộ sưu tầm đầy đủ, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để đây. Và đừng quên nhấn like, chuông và nút đỏ đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như lựa chọn một cái dụng cụ rất hay của đơn vị em qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi và luôn ủng hộ em. Nhớ đăng ký kênh của em để lựa chọn những cái bộ sưu tầm đẹp nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại.